Xin mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một ba cái phần mềm mà mình thấy các bạn nên cài trong quá trình xử lý ảnh, tăng nét ảnh và làm ảnh dịch vụ ha. Thì đây là ba cái phần mềm mình hay sử dụng và mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn nào chưa biết thì có thể cài và sử dụng hoàn toàn miễn phí ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái ba cái phần mềm này. Thì trên màn hình các bạn thấy rõ đây là một cái phần mềm mình đã chia sẻ trước đó. Tăng nét ảnh mờ khá là hiệu quả. Rồi, trước tiên là cái phần mềm này thì các bạn có thể tải và download hoàn toàn miễn phí với phần mô tả video. Thì đặc điểm của cái phần mềm này các bạn thấy rõ là cái ảnh mờ rất là mờ thì nó vẫn có thể đẩy lên cho các bạn những cái độ nét khá là cao. Như thế này thì các bạn có thể chấm sửa và sau đó các bạn chỉnh lại cho nó đẹp là được. Tại vì một số trường hợp thì những cái ảnh bị out hoàn toàn nó có thể giúp các bạn đẩy lên được. Và thường cái phần mềm này là phần mềm mình đã chia sẻ cho các bạn những cái video trước, đó là HipFile Photo nè. Thì cái phần mềm này rất rất là dễ cài ha. Thì thường mình hay sử dụng trực tiếp từ những cái ảnh mờ như thế này nè. Các bạn thấy không? Rất là mờ, down trực tiếp từ Zalo về. Thì chúng ta có thể sử dụng ngay được cái phần mềm này, nó không có hạn chế như là cái app. Thì thường mình chọn nhiều nhất đó là Fast Model. Các bạn nhấn review lên thì phần mềm nó sẽ tự động nó chạy và nó giúp mình tăng nét một cách rất là nhanh chóng. Bình thường thì cái nhược điểm của phần mềm này là các bạn không nên chạy cái size lớn nha. Có nghĩa là cái size theo mình nghĩ là dưới 1 MB thì nó sẽ chạy rất là ổn ha. Có nghĩa là những cái ảnh như thế này đây, cái ảnh rất là mờ nha. Nó thì từ nè vài chục 100 KB thôi, hơn 100 KB thì nó mới đẩy lên cao được. Nói chung là nó hoạt động nhanh và hiệu quả. Thì cái phần mềm này mình rất hay là sử dụng đối với một cái những cái ảnh như thế này. Thì các bạn nên lưu ý trong một số trường hợp thì các bạn dùng hiệu quả. Đương nhiên rồi, không có cái nào là hoàn hảo nên các bạn tùy theo trường hợp mà các bạn sử dụng ha. Rồi thì các bạn thấy đây là cái tấm ảnh mờ á. Nếu như chúng ta chạy app cũng vẫn được nha, nhưng mà app nó hạn chế cái là các bạn phải phải đưa lên app rồi các bạn chạy ngược trở lại đó. Thì mình chạy trực tiếp lên đây luôn á thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi thì sau khi mà các bạn chạy xong á thì cái tấm ảnh của chúng ta các bạn thấy không, mình rất thích cái phần mềm này ở chỗ là chúng ta tăng nét lên như thế này á thì nó sẽ làm trong hình và cái size của chúng ta có thể in được luôn đó. Các bạn thấy không, cái màu mặt nó rất là đẹp và cái độ trong của nó cũng nói chung là nó vừa tăng nét vừa tăng độ contrast màu sắc luôn đó. Trong một số trường hợp thì nó sẽ bị lỗi nha, nên các bạn cần phải chú ý để mà chúng ta xử lý làm sao mà cho nó phù hợp. Rồi thì cái phần mềm thứ hai mình chia sẻ các bạn đó là cái đây Topaz Google Pixel AI. Thì cái phần mềm này rất là dễ cài nha, các bạn nào chưa biết cài thì có thể tìm hiểu thêm. Thì cái phần mềm này mình đã chia sẻ ở những video trước rất là lâu rồi, hiện tại thì mình vẫn đang sử dụng nó rất là hay trong một số cái trường hợp đó. Rồi các bạn mở lên, các bạn không cần update nha, ở đây mình xài bản cũ. Các bạn hiện tại mình thấy là 4.4.5 thì nó hoạt động khá tốt nên mình không update lên. Thì phần mềm này mục đích của mình là tăng nét, tăng size những cái ảnh từ trên Zalo, các bạn thấy không? Những cái tấm ảnh trên Zalo nè. Thì khi mà đau những cái tấm ảnh này về á thì những cái ảnh này á nó rất là mờ nha. Đó. Đây, các bạn thấy. Đây là những cái tấm ảnh khi mà mình đau về trên trên Zalo nè. Nó mờ như thế này đây. Nó bể nhưng mà cái size của nó thì lớn nên chúng ta không sử dụng HipFile được, nó sẽ chạy rất là lâu và nó sẽ không đạt hiệu quả tốt như cái hàng phần mềm này. Nên chính vì thế nên mình vẫn khuyên các bạn nên sử dụng cái phần mềm này trong cái trường hợp này thì nó sẽ rất là phù hợp. Rồi bây giờ mình sẽ tải cho các bạn ba cái file ảnh mà mình đã tải về từ Zalo, thì các bạn cứ kéo vào trong trong đây. Thì cái phần mềm này mình cũng giới thiệu tổng quan cho các bạn xem sơ qua. Thường thì góc bên phải nó sẽ tăng cho mình nè, các bạn thấy không? Đây ở đây nó sẽ cái tấm ảnh mẫu nó tăng AAB cho các bạn xem trước ha. Đó.
Thì mình sử dụng cái phần mềm này để mà tăng những cái tấm ảnh mà chụp chụp từ trên những cái chiếc máy ảnh mà vì một nguyên nhân nào đó khách hàng gửi mình qua Zalo HD, nên mình sẽ dùng một phần mềm này mình tăng lên rất là nhanh nha. Đặc biệt các bạn có thể tăng hàng loạt vài chục tấm cũng được nữa. Thì nó vừa tăng size vừa tăng nét luôn. Nên đối với cái những trường hợp này, những cái dạng ảnh chụp bằng cái máy crop, máy xịn đó, thì các bạn tăng lên đó, thì cái phần mềm này làm rất là hiệu quả nha. Đó. Ở đây thì mình thường mình nhân 2 thôi các bạn. Nếu các bạn nhân 4 lên đó, thì tấm ảnh nó chủ yếu là vừa mình tăng size và tăng nét. Nên các bạn nhân 4 lên đó, thì nó được có cái size lớn thôi, chứ cái độ nét thì nó cũng y vậy thôi. Nên mình thường mình tăng 2 à, mình nhân x2 lên là đủ rồi. Thì các bạn thấy x2 từ cái size nè. Size này 13 18 thì phải 10 14 nhân 20 pixel trên in nè. Đó. Rồi thì ở đây nó sẽ tăng lên cho mình khoảng 20 30, thì tấm ảnh này khách hàng yêu cầu gọi 25 35 là mình thấy cũng ok rồi ha. Tăng lên như thế này. Thì các bạn nhấn style thì nó sẽ tự động nó chạy ra. Đó. Rồi thì sau khi mà chạy ra Photoshop á, thì các bạn đây mình sẽ mở các bạn xem. Đây ba tấm ảnh lúc nãy nè. Này, các bạn thấy không? Cái chất lượng ảnh mà khi mà cái phần mềm này nó đẩy ra thì nó sẽ tái tạo lại như một cái tấm ảnh gốc vậy đó. Nói chung là nó không chất lượng như tấm ảnh gốc, nhưng ít ra cũng là gần 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 được thôi, chứ nó không có đạt như 100% như ảnh gốc. Nhưng mà theo mình thấy á, thì cái phần mềm này nó ứng dụng tốt trong cái trường hợp này nha. Ở đây mình mở cái file gốc cho các bạn dễ so sánh. Đây đây là cái file gốc gửi HD nè. Thì thường những dạng khách các bạn nhận trên ảnh dịch vụ á, thì các bạn để ý là một số khách hàng không có biết gửi file gốc hay là sao đó mình không biết. Thì các bạn phải làm sao mà tấm ảnh của chúng ta nó ra sản phẩm đẹp nhất á, thì chúng ta mới giữ chân được khách hàng, và lần đầu á thì lần thứ hai người ta sẽ đưa ảnh cho mình làm tiếp tục ha. Đó thì đây là cái cách mà mình sử dụng cái phần mềm này để mình tái tạo những cái dạng ảnh từ Zalo, từ máy ảnh chụp ha. Rồi đó là hai cái phần mềm mình thấy trên PC hoạt động rất là hiệu quả, thấy không? Đây là cái phần mềm Hip Pal nè, đó hoạt động rất rất là hiệu quả trong cái những cái trường hợp này. Đó Hip Pal đó, mình thấy Hip Pal xài rất là tốt ha. Và đây Hip Pal nữa nè các bạn, đó đó một số ảnh nào các bạn thấy rất là mờ Hip Pal sẽ làm. Rồi còn cái phần mềm còn lại đương nhiên đó chính là cái app Re Mini rồi nha các bạn. Đó, cái app Re Mini nó sẽ giúp giúp chúng ta tăng nét lên, và tăng nói chung là app Re Mini chỉ có thể giúp chúng ta tăng nét ảnh phục hồi thôi. Đó, trong một số trường hợp thì các bạn thấy cái app Re Mini như thế này đây. Đây trong một số trường hợp thì app Re Mini đây sẽ giúp chúng ta tăng những cái ảnh phục hồi khá là ổn ha. Nhưng mà nó hơi bất tiện là chúng ta phải chuyển qua điện thoại, hoặc là thì thường những cái tấm ảnh phục hồi tăng nét dạng trên app Re Mini thì thường mình sẽ tăng trên Hip File trước, rồi sau đó mình làm cho nó ảnh nó đẹp lại, rồi sau đó mình ghép xong mình sẽ chuyển qua bên cái app Re Mini để mình tăng nét lần cuối cùng, rồi mình chuyển về Photoshop mình xử lý hoàn hảo lại. Đương nhiên rồi, không có cái app nào hoàn hảo, nên chúng ta phải sử dụng làm sao mà cho nó thông minh và hợp lý ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Nếu các bạn nào thấy hay hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Mình sẽ thường xuyên chia sẻ các bạn những cái video mà mình biết được trong quá trình xử lý và làm ảnh dịch vụ. Đây là cái tấm ảnh rất là mờ luôn mà có thể tăng lên được độ nét như thế này, đúng là người ta rất là cảm ơn mình luôn á. Tell me what's wrong and why you never said you felt